Chào các bạn. Phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về các cấu trúc điều kiện trong chương trình Java. Cấu trúc điều kiện là những cấu trúc lập trình căn bản và rất cần thiết ở trong các ngôn ngữ lập trình Java. Bởi lẽ những cấu trúc này dùng để đánh giá các điều kiện trong chương trình. Khi chúng ta lập trình thì trong các chương trình có thể có rất nhiều các điều kiện cần phải kiểm tra. Và những điều kiện này thường nó sẽ có trả về giá trị là đúng hoặc sai, true hoặc false. Thì chúng ta cần cấu trúc điều kiện để đánh giá các điều kiện trong chương trình. Nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện, còn điều kiện không thỏa mãn thì có thể thực hiện một đoạn mã khác. Những cấu trúc điều kiện thì còn được gọi là các cấu trúc rẽ nhánh, bởi lẽ là nó có thể giúp chúng ta rẽ nhánh chương trình ra để thực hiện một trong các cái đoạn chương trình. Thì để minh họa về cấu trúc điều kiện trong Java thì cấu trúc điều kiện bao gồm hai cú pháp, đó là if và switch case. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc đầu tiên, đó là ví dụ if. Ở đây tôi sẽ để luôn if else luôn. Đầu tiên chúng ta sẽ có một biến in x bằng 5. Đó. Thì kết quả trả của cấu trúc điều kiện ấy, thì chúng ta chú ý là trong cấu trúc điều kiện if thì nó sẽ đánh giá một biểu thức điều kiện hoặc là một cái biểu thức quan hệ, và trong cái điều kiện của cấu trúc if thì nó sẽ trả về giá trị là true hoặc false. Nếu điều kiện thỏa mãn, tức là trả về true, thì thân của if sẽ được thực hiện. Còn nếu mà điều kiện không thỏa mãn thì thân của khối if sẽ được bỏ qua. Ở đây chúng ta sẽ kiểm tra if x lớn hơn hoặc bằng 10. Đó. Tức là chúng ta kiểm tra điều kiện là nếu như x mà lớn hơn được bằng 10 thì chúng ta sẽ in ra một cái câu lệnh gì đó. Chúng ta sẽ in ra là cấu trúc if. Đó. Chúng ta chạy thử chương trình xem. Ở đây chúng ta có thể thấy là chương trình không thực hiện, không in ra một cái gì cả, bởi vì là điều kiện của chúng if này là không thỏa mãn, bởi lẽ x là bằng 5, không thể lớn hơn bằng 10 được. Đây là cái cú pháp của cấu trúc if. Nếu điều kiện thỏa mãn thì thực hiện thân của if, còn nếu không thỏa mãn thì bỏ qua if và thực hiện các câu lệnh ở bên dưới if. Tuy nhiên thì chúng ta có một cấu trúc đầy đủ hơn, đó là cái cú pháp là if else. If else là một cú pháp mà đầy đủ hơn so với cấu trúc if. Cấu trúc if else cho phép đánh giá cả hai trường hợp điều kiện của if là đúng hoặc sai. Nếu điều kiện của if là thỏa mãn, ví dụ từ đây tôi đặt là x bằng 15. Đó. Nếu điều kiện thỏa mãn thì sẽ thực hiện if. Còn nếu điều kiện không thỏa mãn thì chương trình sẽ thực hiện khối else. Đúng nhỉ? Đây tôi sẽ là khối else. Đó. Thì trong chương trình này x bằng 15 thì lớn hơn 10 rồi. Vì vậy cho nên chương trình sẽ thực hiện là if. Đúng không ạ? Thế nhưng nếu mà tôi đặt là x bằng 5 thì rõ ràng 5 không thể lớn hơn bằng 10 được. Cho nên điều kiện của if bây giờ là không thỏa mãn. Và chương trình sẽ thực hiện là khối else. Thì như vậy chúng ta có thể thấy là cú pháp if else là cú pháp đầy đủ hơn của cú pháp if. Trong đó là chúng ta có đánh giá trong cả hai trường hợp là điều kiện của if trả về giá trị là true hoặc false. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về cấu trúc if else ở trong chương trình Java. Chúc các bạn học tốt.